Trận đại chiến giữa Liverpool và Man City đã chứng kiến pha cứu thua khó tin của tiền vệ Rodri ngay trước cửa khung thành đội nhà. Sự xuất sắc của Rodri khiến Fabinho chỉ còn biết ôm đầu tiếc nuối. Bên cạnh mặt trận tấn công, ở hàng thủ hai đội cũng thi đấu vô cùng ấn tượng. Phút thứ 87 của trận đấu, tỷ số lúc này đang là 2-2. Liverpool được hưởng một quả đá phạt chết bên cánh phải. Tiền đạo Salah có tình huống treo bóng khó chịu khiến thủ môn Ederson của Man City trộn sai điểm rơi. Bóng đi đúng đến chân của Fabinho đang đợi sẵn ở cột 2. Trước khung thành trống, cầu thủ người Brazil đã khống chế gọn gàng rồi tung ra cú sút, nhưng bất ngờ quả bóng bị Rodri chặn lại trong sự tiếc nuối của các cổ động viên có mặt tại Anfield. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Hãy thử tưởng tượng bạn đang có mặt trong đội hình xuất phát của một trận đấu bóng đá chuyên nghiệp. Một tình huống nguy hiểm của đối thủ đã đánh bại hoàn toàn thủ môn đội bạn. Ấy thế mà bạn lại xuất hiện và phá bóng ngay trên vạch vôi. Lúc đó chắc chắn bạn sẽ trở thành một siêu anh hùng trong mắt cổ động viên nhà, đúng không nào? Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng trải nghiệm lại thứ cảm giác phấn khích nhưng cũng không kém phần đau tim đó qua các pha cứu thua ngay trên vạch vôi khung thành. Xen lẫn với đó là những giây phút giải trí thực thụ qua những phản ứng hài hước của người hâm mộ cũng như chính cầu thủ ở ngay trên sân các bạn nhé. Các cổ động viên Real Madrid xem đến đây thì thấy nhớ người cựu thủ lĩnh của mình chưa nào. Giờ đây cả Sergio Ramos lẫn Rafael Varane đều đã rời xa Santiago Bernabeu. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha lấy ai ra để bảo kê cho họ mỗi khi bị dồn vào tận chân tường như thế này? Khung thành đã không còn thủ môn sao? Đừng lo vì vẫn còn đó thứ ca Ramos. Đối thủ đừng vội nghĩ đến chuyện ăn mừng. Chắc chắn tình huống này khán giả phải cần xem đến đoạn quay chậm thì mới có thể cảm nhận tốc độ khủng khiếp của Hector Bellerin. Khi Gomez đã đối mặt được với thủ môn và khung thành của Arsenal, tiền đạo người Pháp vẫn bỏ cách Bellerin một khoảng khá xa. Nhưng rồi chàng hậu vệ phải đã bật chế độ đua xe Max tốc lực để phi nhanh như một cơn gió và phá bóng ngay trong chân của cựu tiền đạo Swansea City. Ảo thật đấy. Bàn thắng dành cho Chelsea ư? Để cơ hội khác nhé người anh em. Kể cả khi đã vượt qua được thủ thành Ederson thì Christian Pulisic cũng không thể ăn mừng, bởi vì cú sút của chân sút người Mỹ đã bị Kyle Walker phá ngay trên vạch vôi. Cựu cầu thủ Tottenham đúng chất nhắm mắt nhắm mũi chạy, rồi sau đó là nhòi người hết cỡ soạt bóng và cứu Man City một bàn thua 10-10. Cristiano Ronaldo thì vẫn luôn xuất sắc đấy, nhưng trong tình huống này thì Stefan Savic lại là cái tên siêu cấp VIP Pro hơn cả. Pha dứt điểm trái phá của anh Bảy đã đánh bại hoàn toàn thủ thành Jan Oblak. Tuy nhiên trung vệ mang số 15 của Atletico Madrid đã xuất hiện như một vị thần và tung cú đánh đầu dũng mãnh để từ chối thẳng thừng cơ hội được ăn mừng bàn thắng của CR7. Huấn luyện viên Diego Simeone bỗng thấy Savic đẹp trai đến lạ là rõ luôn. Hai số 9 xuất sắc bậc nhất tính đến thời điểm này đối đầu trực tiếp với nhau trong một tình huống. Và lần này thì Romelu Lukaku dõng dạc tuyên bố Harry Kane không có cửa luôn. Cơ mà trớ trêu một cái, tiền đạo người Bỉ chiến thắng Kane trong vai trò của một cầu thủ phòng ngự. Vâng, Lukaku đã từ chối bàn thắng của đội trưởng tuyển Anh bằng cú đánh đầu phá bóng ngay sát vạch vôi. Khi chứng kiến Takumi Minamino lập siêu phẩm bắt vô lê vào lưới của Adrian,
huấn luyện viên trưởng của Liverpool, ông Jurgen Klopp đã có màn thả thính công khai vô cùng hài hước, gương mặt biểu cảm như một nghệ sĩ hài thực thụ, cùng với đó là những cái gật đầu theo kiểu "tôi kết anh bạn này rồi đấy". Và thế là ngay kỳ chuyển nhượng sau đó, Minamino chính thức cập bến Anfield, nhanh gọn dứt khoát ghê ngài Klopp. Rõ ràng là mình đã có một cú sửa lòng chuẩn như trong sách giáo khoa và khiến cho màn lưới đối thủ rung chuyển. Thế không nào mà lại chẳng có đồng chí nào ăn mừng cùng thế này, có gì đó sai sai nha. Tình huống hơi quê đến từ vị trí của Edinson Cavani khi tiền đạo người Uruguay trượt cỏ ăn mừng rồi. Ngoái lại thì mới phát hiện ra bàn thắng của mình không được công nhận vì lỗi việt vị. Đang cười rõ tươi mà thấy anh trọng tài biên phất cờ, thế thì lại phải tắt luôn nụ cười rồi em Matador. Độ trâu bò của đối thủ khi hút văng cả mình, xong rồi làm một cú úp bóng uy lực như muốn bẻ gãy luôn cả cái rổ. Thanh niên mang áo số 0 của đội áo trắng chỉ còn biết câm nín mà không im lặng sao được, khi mà rõ ràng mình trong đô con lực lưỡng như vậy nhưng vẫn thua, vì anh chàng số 23 bên kia chiến tuyến lại còn cao to đen thơm hơn. Thôi thì đến đây thì chỉ còn nước hòa giải mà thôi anh bạn à. Cầu quý tử thứ hai nhà Messi, Matteo Messi luôn chớp mọi cơ hội và tình huống để thể hiện mình là một anti-fan chính hiệu của ông bố. Rõ ràng là đang dự kháng trận đấu giữa Barca và Real Betis cùng anh trai, bố và cả Suarez. Thế không nào, cây hài Matteo lại tỏ ra vô cùng vui sướng khi chứng kiến cảnh Barcelona bị thủng lưới. Cả Lionel Messi và Suarez đều phải ôm đầu bó tay trước độ lầy của vừa múa này. 10 điểm cho việc suốt ngày treo ông bố huyền thoại nhé Matteo. Không phải ai cũng có thể đỡ được quả đánh đầu trái phá của Cristiano Ronaldo đâu nhá. Thế nên dễ hiểu vì sao anh chàng thủ môn này lại tỏ ra vô cùng phấn khích khi phản xạ xuất thần và cản phá thành công pha lắc đầu của CR7. Quẩy thôi anh em, mình vừa làm được một điều đỉnh cao mà, ăn mừng luôn cho nóng. Vừa rồi là những pha cứu thua ngay trên vạch vôi, cũng như phản ứng vô cùng hài hước của các cầu thủ cũng như cổ động viên trên sân đấu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.